bao, giúp mình làm gì anh bao. Chính nhé số. Có chính nhé số. 8 xe ôm. Có 8 xe ôm. Đứng lên được kìa. Chỗ hai người không không đủ. Anh. Ừ? Anh nhớ hôm nay ngày gì không? Nay ngày gì? Không nhớ. Thiệt tình luôn á, anh vô tâm vậy luôn hả? Nói vậy mà cũng tin nữa. Anh không nhớ ngày gì. Mà em nghĩ sao hả? Anh phải chạy ra thẳng bến xe hả? Ngồi đợi em hả? Em hẹn anh 4 giờ xe tới. 1 giờ anh có mặt rồi đó. Hả? Đợi sớm vậy? Thì anh sợ đi trễ buổi chiều tan tầm kẹt xe 4 giờ. 1 giờ anh ra anh ngồi anh đợi hả? Ngủ gục 3 tiếng hồ nhìn đồng hồ 4 giờ không thấy em đâu. Tại vì kẹt xe thôi. Kẹt xe gì? Kẹt thì kẹt gần 10 phút, 15 phút rồi kẹt gì tới hả? Hẹn 4 giờ mà 6 giờ mới tới. Tại mà vì... sao anh gọi điện thoại em cứ cúp máy hoài vậy? Em đâu có cúp máy đâu. Em không hiểu tại sao lúc đó không có sóng điện thoại vậy trơn à. Thì vừa tới bến xe em điện thoại cho anh rồi đó. Đợi cái gì? Đợi mấy tiếng hồ luôn hả? Ai người ta tới một lượt anh hả? Ta cũng về trước hết. Ngồi đợi đang ngồi ngáp ngáp có bà kia vỗ vai. Chú! Xe ôm hả chú? Trở về quận 2 chú ơi. Nói trời ơi, không phải cô ơi, con đợi bạn gái con, không phải xe ôm. Thôi mà, em lỡ vậy thôi, đừng có giận em nữa nha. Mà sao, chuyến này có về dưới á, thưa với ba á, là chuyến này lên á, là quyết định là ở lại trên này luôn không? Cứ đi đi về về hoài, anh mệt mỏi quá. Thì em có nói với ba rồi, nhưng mà ba đồng ý cho em lên đây. Nhưng mà em thấy thương ba lắm. Ba với con mình à, em không an tâm mà không biết ai chăm sóc sức khỏe cho ba nữa. Còn ba em cũng vậy, lo ngược lại cho em. Sợ trên này không ai chăm sóc cho em hết. Rồi lỡ em có chuyện gì nữa. Yên tâm đi. Kỳ này anh sẽ chở em về dưới quê. Thưa với ba em rằng em đã có người lo ở trên thành phố. Đó là anh. Còn bây giờ á, để kỷ niệm một năm ngày chúng mình quen nhau á, anh sẽ đi lấy xe chở em ăn một món mà em thích nhất. Sau đó anh sẽ chở em dạo khắp thành phố. Chừng nào em mệt thì mệt á, anh ơi chở em về nghỉ ngơi đi, lúc anh mới chở em về, chịu không? Em đồng ý á. Dạ em ngồi đây đợi nha, anh ra lấy xe chở em đi chơi. Ừ. Khỏi đi đâu hết, tôi đã tới đây rồi. Ủa ba, sao ba lên đây vậy? Mà sao ba biết tụi con ở đây mà tới đây vậy? Ba là ba của con mà làm sao ba không biết được con. Bao nhiêu lần hai đứa tụi bay hẹn hò với nhau, bao nhiêu lần tụi bay đi điện thoại với nhau, tao đều đứng ở sau lưng hết. Tụi bay đâu có thấy. Ngồi xuống đi. Dạ, ngồi xuống con, đi. Dạ thôi con đứng được rồi ba. Tôi biểu hai cô cậu ngồi xuống. Dạ. Sao? Nói cho tôi nghe coi. Con. Dạ. Có thương thằng con không? Dạ có. Nghe chưa? Dạ. Thằng con? Dạ. Có thương Thúy không? Dạ, dạ có. Như vậy là cô cậu không còn gì để mà chối bỏ nữa hết. Bây giờ thì bác con thấy như thế này. Cái tình thương của tụi con mà thương yêu nhau á, thì bác không có cấm cản. Nhưng mà bác chỉ tin con nữa à. Còn phân nữa, bây giờ bác muốn hỏi con đây. Cương, bác chỉ mong có một cái điều mà con hứa với bác, con lo cho em nó, như vậy thì bác rất là an tâm rồi. Dạ à. Bác cứ yên tâm đi, thật sự là con và Thúy cũng đã quen nhau một năm rồi. Ừ. Dạ con cũng đã có về dưới thăm bác một lần rồi. Tôi biết. Dạ thì công việc của Thúy á, là Thúy đã tốt nghiệp đại học kinh tế. Rồi. Công ty của con cũng đang tuyển nhân viên. Và có một chỗ rất phù hợp với trình độ và cái chuyên môn của Thúy. Và con cũng đã xin cho Thúy vào được rồi. Sắp tới thì chỗ ăn ở thì con cũng đã tìm được chỗ trọ rất là vừa rẻ mà vừa bình dân mà lại rất là sạch sẽ cho Thúy ở. Còn công việc làm thì làm chung với con, sáng con chở đi chiều con chở về. Bác cứ yên tâm ạ.
Cảm ơn con chu đáo quá. Dạ. Ba thấy chưa, bây giờ con với anh Cương làm chung một công ty thì ba an tâm rồi ha. Bây giờ ba mới thật sự an tâm. Dạ. Dạ. Nhưng bây giờ chỉ còn có một cái, đó là phần của con, đó là một. Dạ. Bây giờ phần hai. Ủa gì nữa bác? Cương. Dạ. Ba nghe nói thành phố của mình bây giờ đó là bao nhiêu là công trình cao ốc xây dựng đồ đủ thứ hết. Cho nên là hôm nay là ba lên đây, cái điều thứ hai là ba muốn gặp con. Dạ. Cương ơi. Dạ. Dành ra cho bác chừng một buổi nha. Bác chỉ muốn con đưa bác đi xem tất cả những cái phong cảnh của thành phố này mà bác đã ao ước ha. Dạ trời ơi, tưởng chuyện gì, chuyện nó dễ dàng thôi mà bác cứ vòng vo làm lo muốn chết luôn á. Được rồi, bác với em đợi đây đi. Rồi. Con ra ngoài con lấy xe sẵn, con bóc thêm ông không ôm nữa. Ừ, bác về đi luôn. Đúng rồi, đi đây con. Chờ nghe. Coi vậy cho con tội nghiệp. Đó. Dạ. Ba muốn nghe nó nói. Nó nói tận cái miệng của nó là nó lo cho con chu đáo như vậy đó. Cái chuyện gì vậy anh? Cương, mày làm cái gì vậy? Là sao anh? Tự nhiên mà nó nói chuyện gì vậy? Anh chở như mày á. Bỏ mày á. Nó chở đúng thì nghĩ vậy á. Cái là sao mày mất cái xe rồi? Tại mày để ở đâu? Mất kêu rồi. Để ở đâu? Mình để đâu? Dạ cái xe con đã cho thấy vô á, con để đó, con tưởng vừa nói chuyện vừa ngắm mà bác vô bác làm con sợ đi, giờ con quên để ý rồi, ra giờ mất tiêu xe. Trời đất ơi, rồi như vậy rồi xe cậu đâu mà đi? Tôi đi ra ngoài coi hỏi thăm người ta coi. Vì con coi cái thằng này nó hư quá mà. Trời ơi. Sao? Xe mày để ở đâu? Nãy về con để đây nè. Trời. Con nghĩ là vô ngồi nói chuyện tâm tình, vừa nói vừa liếc. Cô dựng xe ngồi đi ra mất tiêu luôn. Bây giờ nè, khoan từ từ đi nè, bây giờ mọi người bình tĩnh nha. Nãy để xe chỗ nào? Dạ nãy để nghe nghe vị trí chú đang đứng luôn á. Hồi nãy để xe chỗ này đúng không? Dạ. Bước xuống đây qua đây. Đây, xe đây, xe đây. Dạ. Cái xe quay đầu hướng này đúng không? Đó. Rồi tôi biết rồi. Sao chú? Đây. Hồi nãy cái xe đậu đây. Dạ. Mà bây giờ chú nói là mất rồi phải không? Mất rồi. Yên tâm. Hả? Không có mất. Chú nói vậy là sao? Xe ở đây vẫn còn ở đây. Đâu có thấy đâu. Ở đây như nằm bên đường bên kia. Bảo vệ người ta đang giữ bên đó giùm đó. Ừ. Sao chú biết? Hồi nãy tôi thấy có chiếc xe để đây. Hả? À, tôi mới nhờ anh em bảo vệ á, người ta dẫn qua bên đó để người ta giữ giùm. Hả? À, rồi tôi đứng đây tôi tập thể dục để tôi canh coi á, nếu mà chủ nhân của người ta tới đây á thì tôi sẽ chỉ người ta qua đó lấy, thấy không? Nè, à, ông anh ơi. Bị vậy nè, chắc chú em này không có biết. Bây giờ mình là phải văn minh, phải lịch sự. Dạ. Thành phố mình đang phát triển. Dạ. Công viên là để cho người ta tới, người ta hưởng thụ không khí trong lành. Thấy không? Dạ. Nó có mấy cái nè. Chú em đậu xe dưới đây á. Dạ. Là sai à. Dạ. Xe máy không được đậu dưới lòng đường. Dạ. Thấy không? Cái thứ hai nó đậu như thế này nó mất đi cái mỹ quan của công viên người ta. Mỹ quan đô thị. Ờ, đó. Cái thứ ba nữa là mình làm như vậy á. Thấy không? Vô tình mình tiếp tay cho những người xấu. Hiểu chưa? Bây giờ nè, một lát nữa. Chú em qua bên đó đi. Dạ. Trình ra cái giấy xe. Dạ. Đó không? Mà đúng tên đúng người á thì mấy anh mấy cháu bảo vệ nó người ta sẽ đưa xe lại thôi. Không có gì hết. Vậy bác ơi, vậy con không có xe rồi. Mừng quá em ơi. Dạ tại. Cảm ơn chú. Vậy là nhờ chú dạ. Nội ơi chú. Không sao, trời ơi, cái chuyện này là coi như là tôi giúp thôi ông anh ơi. Không có gì hết á. Thôi giờ đi qua bên đó đi rồi lấy xe nha. Cảm ơn chú, tụi con đi. Ủa, ba người luôn hả? Chở ba là vi phạm luật giao thông. Dạ. Không có thêm một cái tội nữa thấy thôi. Chưa? Dạ biết nhưng mà xe tôi giới thiệu tôi xe ôm đó nha. Hả? Ủa, tôi chạy xe ôm. Vậy chú em đây là xe ôm. Xe ôm. Trời ơi, tốt quá rồi. Như vậy á thì tôi không cần ông rể của tôi nữa. Dạ. Bây giờ hai đứa tụi bay muốn đi đâu đó đi. Dạ. Tao thì có chú em nó đây rồi. Dạ. Bây giờ tôi cũng nhờ chú về. Dạ. Tôi nghe nói thành phố mình bây giờ đó phát triển nhiều lắm. Phát triển ở đúng rồi. Vậy ông anh nó chưa quê lên phải không? Tôi bây giờ tôi muốn đi với chú. Chú chở tôi đi tham quan hết ha. Ông anh đi phải không? Rồi sẵn nay này quen biết với ông anh luôn. Lấy nửa tiền thôi. Hổng vậy ha. Người ta là đi là từ đây khoảng 2 tiếng hồ xe ôm khoảng 1 triệu, tôi lấy 500 thôi. Bớt luôn.
mấy chục phần trăm nữa. Không dạ, chú tốt bụng mà vui tính quá. Dạ mà bây giờ tôi đi với chú được chưa? Đi. À rồi. Đi, bây giờ đi. Tụi con muốn đi đâu đó đi. Nào đi với chú em đây. Dạ mời anh qua đường, tôi qua đường nữa hả? Dạ. Trời ơi. Wow. Con giận may quá em ha.